Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin của Xe Hay ngày hôm nay. Năm 2023 vừa qua có thể coi là một năm đầy biến động của thị trường ô tô. Dù các mẫu xe liên tục được hãng và đại lý mạnh tay giảm giá lên tới hàng trăm triệu đồng, nhưng sức mua vẫn chưa được cải thiện và giảm mạnh so với năm 2022. Dù vậy, nhiều mẫu xe vẫn có doanh số tăng trưởng ấn tượng và giữ được vị trí cao trong các bảng xếp hạng. Sau đây hãy cùng chúng tôi điểm danh 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất năm 2023. Đứng đầu là Mazda CX-5 với 16.808 chiếc được bán ra. Kết thúc năm 2023, Mazda CX-5 ghi nhận doanh số đạt 16.808 xe, tăng 4.108 xe so với năm 2022. Đây cũng là mẫu xe gánh tới 2/3 tổng doanh số của cả hãng trong năm qua. So với các đối thủ, CX-5 nổi bật với thiết kế tinh tế, sắc sảo và rất thời trang. Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng ghi điểm với khoang nội thất sang trọng và cao cấp. Xe có nhiều trang bị hiện đại, mang đến cho người dùng trải nghiệm lái vô cùng phấn khích. Cung cấp sức mạnh cho xe Mazda CX-5 2023 là tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ Skytip G 2.0 lít mạnh 154 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và 200 Nm moment xoắn tại 4.000 vòng trên phút. Hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước, xe có chế độ lái là Normal và Sport. Thứ hai là động cơ Skytip G 2.5 lít cho công suất tối đa 188 mã lực và moment xoắn cực đại 252 Nm kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mới đây, mẫu xe này đã bất ngờ được Thaco điều chỉnh giá bán, tăng từ 5 tới 10 triệu đồng tùy từng phiên bản. Hiện xe đang được phân phối với 7 phiên bản, đi cùng mức giá dao động từ 759 tới 999 triệu đồng. Xếp thứ hai là Kia Sonet với 11.366 chiếc được bán ra. Giá bán hấp dẫn, thiết kế trẻ trung cùng nhiều trang bị và tính năng vượt trội, Kia Sonet đã thành công lấy được lòng người tiêu dùng Việt trong năm qua. Theo đó, kết thúc năm 2023, mẫu xe này ghi nhận doanh số đạt 11.366 chiếc, tăng gần 2.000 chiếc so với năm 2022. Hiện xe đang được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản, đi cùng giá bán dao động từ 519 tới 579 triệu đồng. Cung cấp sức mạnh cho xe Kia Sonet 2023 là động cơ xăng Smartstream 1.5 lít, sản sinh công suất cực đại 113 mã lực và moment xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT, Smartstream IVT. Xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng là Hyundai Creta với 10.719 chiếc được bán ra. Cộng dồn cả năm 2023, Hyundai đã bàn giao 10.719 chiếc xe Creta đến tay khách hàng. Kết quả này thấp hơn năm 2022 gần 1.400 chiếc, nhưng vẫn giúp mẫu xe này góp mặt trong top 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất Việt Nam trong năm qua. Creta được Hyundai thành công lắp ráp trong nước với 3 phiên bản, xăng tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp, đi cùng mức giá dao động từ 640 tới 745 triệu đồng. Cung cấp sức mạnh cho cả 4 phiên bản đều là động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5 lít, sản sinh công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng trên phút, moment xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng trên phút. Động cơ này đi cùng hệ dẫn động cầu trước và hộp số IVT, hộp số vô cấp biến thiên thông minh do Hyundai phát triển. Xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng là Toyota Corolla Cross với 10.485 xe. Dù phong độ có phần sụt giảm so với năm 2022, nhưng nhìn chung năm 2023 vừa qua, Toyota Corolla Cross vẫn ghi nhận doanh số khá tốt với 10.485 chiếc xe được bàn giao tới tay khách hàng. Corolla Cross được đánh giá cao về thiết kế, xe sở hữu phong cách trẻ trung hiện đại nhưng vẫn mang đến cảm giác chắc chắn đậm chất Toyota. Hiện xe được lắp ráp trong nước với 3 phiên bản là 1.8G, 1.8V và Hybrid, đi cùng giá bán dao động từ 755 triệu tới 955 triệu đồng. Cung cấp sức mạnh cho xe là hai tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 1.8 lít 4 xi lanh, sản sinh công suất 138 mã lực và moment xoắn 172 Nm. Thứ hai là động cơ hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.8 lít 2ZR FE 4 xi lanh thẳng hàng, công suất cực đại 138 mã lực tại 6.400 vòng trên phút, moment xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng trên phút và động cơ điện công suất tối đa 53 mã lực, moment xoắn tối đa 163 Nm. Cả hai động cơ trên đều đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Xếp thứ 5 tại bảng xếp hạng chính là Ford Everest với 9.960 chiếc xe được bàn giao tới tay khách hàng trong năm qua. Sở hữu ngoại hình hầm hố, cơ bắp cùng hàng loạt tiện ích hiện đại, Ford Everest là mẫu xe gầm cao cỡ D luôn chiếm được cảm tình của người dùng.
Điều đó được thể hiện qua doanh số của Everest trong năm 2023 vừa qua. Theo đó, Ford Việt Nam đã bán ra tổng cộng 9.960 chiếc Everest. Đây cũng là đại diện duy nhất của phân khúc xe SUV 7 chỗ góp mặt trong top 5 xe gầm cao ăn khách nhất tại Việt Nam. Hiện Everest đang được phân phối với 5 phiên bản, đi cùng giá bán dao động từ 1 tỷ 099 triệu tới 1 tỷ 499 triệu đồng. Cung cấp sức mạnh cho Ford Everest bản cao cấp và bản Wildtrak là động cơ dầu 2.0 lít biturbo, đi kèm hộp số tự động 10 cấp cho công suất tối đa 210 mã lực và 500 Nm mô men xoắn với hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian. Trong khi đó, các phiên bản còn lại của xe sử dụng động cơ dầu 2.0 lít turbo và hộp số tự động 6 cấp. Với sức mạnh 170 mã lực và 405 Nm lực kéo, hứa hẹn khả năng tiết kiệm nhiên liệu.